Good morning quý vị. Hải Công Minh đang có mặt đường Ủy ban Bích, Sài Gòn sáng ngày 8 tháng 6 2017. Trời đang nắng và nhiệt độ bây giờ khoảng 30 độ C gì. Phía trước thấy có chuyển mưa. Hải Công Minh có mặt ở Sài Gòn sau 5 ngày đi miền Trung đó. Từ từ quen lại nhịp sống Sài Gòn đó. Miền Trung thì nó chậm chậm hơn, Sài Gòn thì lúc nào cũng xe cộ đông đúc. Đây là đường Phú Thọ Hòa. Rồi, xin phép quý vị leo lề. Đường Thạch Lam đó. Rồi, quẹo trái qua đây là đường Hòa Bình nữa vậy.
đây bên phải đây là công viên nước Đầm Sen. Mấy bữa nay báo chí có lên tiếng vụ công viên múa sexy đó vậy, gây phản cảm đó. Đầm Sen phải xin lỗi báo chí, xin lỗi công luận đó. Quay được nhiều clip cho quý vị xem ha.
thank you, see you quý vị clip tiếp theo.